Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024, chúng ta học đến đó về kinh, đúng là kinh là kinh Tê Giác á, thì Tê Giác thì đúng hơn là Tê Ngưu, bởi vì khắc gá đó, chữ khắc gá đó, khắc gá là con Tê Giác, phía xa nó là cái sừng, cho nên nó là sừng của con Tê Ngưu, khắc gá là con Tê Ngưu, quý sa nát là cái sừng của con Tê Ngưu, thì là Tê Giác. Vì sao có cái tượng kinh này là bởi vì mình thấy là cái con nào không có sừng thì thôi, nhưng mà tất cả những con có sừng ấy thì nó đều phải có hai cái đó, ngay cả voi ấy, ngà voi cũng có hai cái, rồi cái răng nanh cũng phải hai cái gì cũng phải hai, mà đặc biệt là cái sừng Tê Giác ấy, thì Tê Giác nó có nhiều loại, nó có nhiều loại thì hai sừng rồi một sừng, nọc mà nó mọc cái hàng dọc, cái phải hàng ngang, hàng dọc có nghĩa là mỗi một hàng thì chỉ có một cái, một cái đầu tiên, cái lớn nhất, rồi cái thứ hai nhỏ hơn một tí. Thì chúng ta biết rằng cách đây khoảng tôi nhớ không chính xác, là tôi nhớ khoảng tầm 30 năm, 30, hơn 30 năm trở lại, thì có một cậu bé người Afghanistan đi chăn dê trên núi, thì cậu gặp ở trong cái hang núi một cái lọ bằng gốm, thì cậu không biết cái gì trong đó, thì trong đó cậu mới mở ra, thì trong đó không phải là châu báu mà là một cái cuộn giấy mà người ta làm bằng vỏ cây, thì chỉ nó dài lắm, năm nay là cái thông tin nó đến tay viện bảo tàng của Afghanistan, và họ cử người lên đem về, và với chút ít kiến thức thì họ biết đây là một cái văn bản cổ xưa mà không biết là của đạo nào, maybe maybe là của đạo Phật, bởi vì ngày xưa có một thời kỳ đó là Phật giáo phát triển ở Afghanistan rất là mạnh, và sau nhiều cái dàn xếp thì cuối cùng cái cuộn giấy đó, cái cuộn giấy bằng vỏ cây đó được gửi cho ông giáo sư Richard Solomon, một chuyên gia về tiếng Phạn. Năm 2000 ấy, thì chúng tôi có cái duyên là lên đến đại học, lên đến thăm ngài chánh thân ấy, lúc mà ngài đang học ở đó, và ngài có giới thiệu cho chúng tôi gặp mặt cái ông Richard Solomon. Năm đó ông khoảng 40 ngoài, mà được xem là chuyên gia tiếng Phạn, tiếng Pali và tiếng Pali, tiếng Sanskrit và tiếng Prakrit. Năm khoảng 40 mấy tuổi, thì cái cuộn giấy đến tay ông thì ông cho mình biết rằng cái nội dung của cuộn giấy đó chính là cái bài kinh này, cái bài kinh gọi là Khắc Cái Visa là xuất phát, có nghĩa là bài kinh Tê Giác này nè. Thì chúng ta biết được rằng ấy, ở trong cái Tam Tạng Pali mình ấy, cái phần mà được gọi là Phật ngôn là do Phật, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó dạy ấy, thì là đa phần, phần lớn. Cái phần tiếp theo đó là một số kinh, một số kệ mà được Đức Phật ngài nhắc lại là của chư Phật quá khứ, chẳng hạn như là cái câu mà gọi là sắp papa pasaparan, không làm các điều ác ấy, cái đó là của chư Phật ba đời, và ngài có kể cho mình nghe, ngài có cho mình biết rằng cách đây 91 đại kiếp thì Đức Phật Vipassi, tức là Tỳ Bà Thi đó, thì ngài cũng có một cái tăng đoàn như Đức Phật mình vậy đó, và cái gọi là cương lĩnh hành động của tăng đoàn ấy được thu gọn trong một loạt khoảng chừng 4-5 bài kệ, 4-5 bài kệ, mà trong đó cái bài đầu tiên là cái bài không làm các điều ác, rồi tiếp theo là cái gì, nhẫn nhục là cái khổ hạnh đệ nhất, rồi cái tiếp theo là cái gì, niết bàn là an lạc đệ nhất, sa môn không hại người nào, sa môn đúng nghĩa thì luôn là thu túc lục căn, ăn uống có chừng mực,
sống nơi an tịnh yên tĩnh để tu tập thiền định đó. Thì cái nội dung này nè được gói gọn trong bốn bài kệ và được các đời Phật xem là cái gọi là cái cương lĩnh hay là cái tôn chỉ hành động cho tăng đoàn. Để trên cái nền đó, trên cái nền đó đó thì suốt cái quãng đời hoằng tháp còn lại các thầy chỉ triển khai cái nội dung đó không. Vậy thì mình thấy trong tâm trạng mình nó có nhiều nội dung. Nội dung một là những cái gì do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày dạy. Nội dung hai là ngày nhắc lại những cái nội dung của chư Phật quá khứ, gồm có bốn bài kệ tôi vừa nói, hoặc là như vậy thì kinh A La Quát Cát, tức là nội dung mà vấn đạo của một quỷ vương đem đến hỏi Phật mình đó, thì cái nội dung đó là của Đức Phật Ca Diếp, hoặc là bài kinh A Mới Ganh Thá. A Mới Ganh Thá là cũng của Phật Ca Diếp. Rồi như vậy thì trường hợp một là lời Phật Ca Mâu Ni, lời hai là ôn lại cái lời Phật quá khứ, ba là lời dạy của chư Đạt Phật Độc Giác, đó là bài kinh này nè, và bốn là lời dạy của các vị thánh tăng đệ tử tại Đức Phật như ngài Sa Lợi Phất, ngài Na, ngài Ca Diếp chẳng hạn đây. Và nghĩa là lời Phật mình, Phật có thứ là hai, Độc Giác là ba, nó thành là một. Lời thứ năm là lời dạy của những cái bậc hiền nhân hiền sĩ. Thì đời xưa mà Đức Thế Tôn khi mà ngài nhắc lại đó thì ngài vẫn kể, chẳng hạn như kiếp nào đó ngài là một cái vị hiền sĩ, và có những cái trong cho tất cả có kể chuyện là có kiếp ngài là một bậc hiền nhân có một nếp sống đẹp, và điều đặc biệt là có một số lượng lớn quần chúng đã đi theo ngài và xem ngài là giáo chủ giống như hôm nay mình đã thờ Chúa Giêsu, thánh Allah, thờ ông Muhammad vậy đó. Thì có một thời có nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, có nhiều kiếp thì ngài cũng là một nhân vật như vậy, cũng là một nhân vật giáo chủ được người ta suy tôn giống như là ông Zarathustra, Zoroastra của Pa Tư, hay là ông Mahavira của đạo Chen, hay là Chúa Giêsu, hoặc là Lão Tử gì đó, y chi như vậy không. Và có cái ngày nói rằng có cái kiếp đó, rồi cái lời dạy của ngài, cái đạo của ngài đó lúc đó ngài còn tham, nhưng mà cái tín ngưỡng mừng cho người ta theo ngài đó nó kéo dài suốt 7.000 năm, nghĩa là lâu hơn cái tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái tuổi thọ giáo pháp này giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì kinh nó chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà có cái kiếp đó cái lời dạy của ngài ảnh hưởng trong nhân gian suốt 7.000 năm. Thì trong những trường hợp đó thì những cái vị giáo chủ kiểu đó đó, hoặc là về đạo sĩ Asakat cũng là tiền thân của ngài, thì có những lời dạy là hay hay đó, thì khi ngài nhắc lại thì các hàng Phật tử cũng nên xem đó là cái bài học hay về chính Đức Phật ngài nhắc lại mà. Như vậy thì mình thấy nội dung tâm đại gồm có năm: một là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai là cái lời của chư Phật quá khứ, ba là của các Đức Phật Độc Giác, bốn là của các vị đại đệ tử thời Đức Phật, năm là của các hiền nhân hiền sĩ ba đời mười phương, thì tổng cộng là năm. Trong đó gồm có chư thiên phạm thiên luôn nha. Tức là những cái vị mà nằm ngoài bốn đối tượng trước đấy thì mình gom chung là hiền nhân hiền sĩ không. Thì như vậy hôm nay chúng ta học cái bài kinh này nè là chúng ta học được một phần, một trong năm cái trường hợp đó, tức là lời dạy của chư Phật Độc Giác. Thì trước khi giảng bài kinh này tôi cũng điểm sơ lượng ký Độc Giác là cái gì. Thì trong kinh điển Nguyên Thủy ghi rất rõ là giữa một biển người, một biển chúng sinh mênh mông gồm vô lượng chủng loại hữu tình, gồm có những cái loài thấp nhất như là các loài sa đọa, địa ngục, cho đến run dế, cho đến cả cái tầng nhân loại, rồi chư dục thiên phạm thiên, thì giữa trung trung điệp điệp chúng sanh như vậy đó thì có một số ít rất là hiếm hoi lắm, tức là một trên nhiều tỷ nha, một trên nhiều tỷ, nhiều đây có thể là 100 tỷ, 1.000 tỷ, một trong nhiều tỷ, thì tự nhiên cái biết chán đời
À, thế đời sống nó vô vị, nó vô duyên, vô dụng, vô ích thì chán. Nhưng mà nó khổ một chỗ là trong cái số mà chán đó, nó lại chia ra nhiều trường hợp cái ghê chứ. Nó chán nhưng mà nó nghĩ rằng chết rồi là hết, cho nên thôi kệ nó, đời thì chán đó nhưng thôi kệ, chết rồi là hết. À, còn trường hợp thứ hai nó chán đời quá, như là nó mới mong đi về một cái cõi như nào đó tốt hơn, à, một cái cõi thiên đường, một cái cõi cực lạc nào đó, ví dụ như vậy. Chỉ có kẻ thứ ba mới thật sự là hiếm, nó chán đời nhưng mà nó không có kẹt vào tà kiến, nó không có chấp đoạn kiến, cũng không chấp thường kiến. Không chấp, trong chấp đoạn kiến là sao? Tức là không có khẳng định rằng chết rồi là hết. Mà không có thường kiến là sao? Tức là luôn luôn tin rằng là cái gọi là tôi đây nè, chỉ là những thành tố vô ngã vô thường. Vấn đề là làm sao mà mình không còn cái điều kiện tái sanh nữa đó. Hiểu như vậy là chán đời mà chánh kiến đó. Còn không thì chán đời mà chán kiểu thường kiến, đoạn kiến làm xong. Trời, nãy tôi nói đó, một trong nhiều tỷ là cái hạng thứ ba này nè. Nó chán đời nhưng mà nó không dính tà kiến, mặc dù bản thân là phàm phu nha, nhưng mà cái chán đó nó dựa trên cái trí tuệ. À, thì trong cái nhóm người này mà chán đời mà chánh kiến đây nè, chia có ba: một là toàn giác, có nghĩa là thấy đời vô ngã vô thường, vô ích vô duyên, vô dụng vô nghĩa, thấy 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 nhưng mà lại có lòng đại bi, nghĩ rằng mình thấy còn mấy bao nhiêu tên khác nó thấy tính sao. À, mình thì thấy rồi đó nhưng bao nhiêu tên khác nó thấy rồi nó không tự nó bơi được thì nó làm sao. Thế là vị này có cái đại nguyện trở thành chánh đẳng giác. Buổi đầu không biết chánh đẳng giác là gì đâu, chỉ mong là làm sao mà mình có điều kiện để mình không còn sanh tử phiền não nữa và độ đến người khác, là chỉ vậy thôi. Cái hạng này được gọi là chánh đẳng giác. Thời gian tu hành là thâm thẩm. Thâm thẩm là sao? Tức là vẫn mang cái thân phàm nhưng mà lăn trôi sinh tử, đến một lúc nào đó các phiền não tự nó phải mòn, tự nó phải mòn, phải tự nó mòn, không có cần thầy bà dìu dắt hướng dẫn gợi ý khơi gợi đề nghị, không cần. Và đã vậy đó mà vị này lại có cái đại bi nghĩ về chúng sinh, và chưa hết còn nữa, trong cái quá trình tu tập mà lâu vậy đó, vị này có vô lượng phước lộc trên cái kiếp, cái chót và cái thành Phật ấy. Ngoài cái chuyện là đại trí đại bi đó, vị đó có vô lượng phương tiện, vô lượng phương tiện để mà tế độ chúng sinh. Bởi vì các vị khác là ngoài cái đẳng giác ra đó, thương chúng sanh bằng trời biển đi nữa, nhưng mà cái là cái khả năng, cái phương tiện, cái điều kiện không không bằng, bằng gốc không bằng, một phần tỷ nữa, một phần tỷ cũng không bằng. Nhưng mà Đức Phật thì không, Đức Phật thì duy sức, duy sức. Cho nên theo đồng kinh ấy, thì 1.000 vị chánh đẳng giác mà có cùng một lúc xuất hiện trên cái trái đất này thì cái sức làm việc không hơn một vị, sức làm việc không hơn một vị. Giống như để dời một cái tâm xẻ răng trên bàn, thì bây giờ mình có đem về 1.000 ông lực sĩ hay là một ông thì giống nhau. Chứ đừng có nghe nói là 1.000 ông mạnh, no, coi cái việc việc gì, chỉ dời có cái tâm không thì 1.000 ông với ông giống nhau, nhớ nha. Người ta chữ tạ 300-400 kg mà cái tâm xẻ răng là cái gì nha. Cho nên là bây giờ mình đem về mình mời 1.000 ông lực sĩ hay là một ông thì cái chuyện mà dời cái tâm nó giống nhau. À, cái đó đặc biệt. Cho nên là cái trường hợp thứ nhất đó là cái người cầu giải thoát và nuôi cái đại nguyện đó thành Phật là vậy đó. Chứ là tự mình giác ngộ và độ được người khác. Thì khi mà thành rồi đó thì sao? Trước lúc thành á, giai đoạn mà tiên đắc đạo thì phiền não là nó đã mòn đó. Giờ đối với chỉ cần một một giây nào đó là xong. Cái vị đó không có phải mà rất giả như là cái tinh tăng hay là giác nha. Chính vì vậy vì cho nên khi thành rồi đó, công đức của ngài, cái hạnh lành của ngài, cái phương tiện của ngài để mà hoằng pháp độ sinh đó, thì không có cách chi mà mình tả hết được hết nha. Mà đương nhiên để trở thành nhân vật như vậy thì tu lâu lắm, lâu lắm, tu cái thời gian tu mà tính bằng ngã tăng kỳ, ngã tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140 tại kiếp.
À, tức là một thí dụ như là 80 Ajahn Chì, 40 Ajahn Chì, 20 Ajahn Chì, tùy cái hạt, tùy cái vị, lấy trí tuệ làm chủ đạo, lấy niềm tin làm chủ đạo, lấy sự tinh tấn làm chủ đạo, tùy không. Ở đây bài giảng này cũng nói mình mong mệt lắm không. Thì đại khái như vậy. Thì cái hạng hạng thứ nhất đó là chán đời và trở thành Phật. Hạng thứ hai chán đời nhưng mà không có muốn, thứ nhất là tu không có muốn trên có thầy dưới có trò cũng ha, mà cũng không muốn có bạn luôn. Kể cả trường hợp có nhiều vị mình thấy trong kinh đó là cái vị độc giác cái chứng xong về núi ở với cả mấy ngàn vị khác, mình nghe mình nghĩ chắc vui lắm đồ rồi. Mấy ngàn là bởi vì các vị không có chỗ nào tốt hơn là núi, thế là về đó. Chứ về đó thì mỗi vị cũng ở một gốc cây, một hang đá, một một cái sườn núi riêng vậy thôi, chứ không có ví dụ mà như mình nghe nói mà 5-7 ngàn là chắc là nó rùm luôn luôn. Tại sao lại gọi là độc giác? Là bởi vì người ta giàu bao nhiêu vị đi nữa, người ta vẫn sinh hoạt riêng tư, mỗi nửa tháng người ta gặp nhau đúng một lần và cũng gặp nhau gọi là nói cái gì rất là cần thiết. Ví dụ như các vị trong chú giải nó các vị điểm 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 số tự nhiên sơ kỳ rồi có 300, trong bữa nay sẽ có 312 là sao, thì mới hỏi thêm 12 vị mà độc giác vừa xuất hiện, hỏi xin kể cho anh em đây nghe vì đâu mà các ngài chứng ngộ, thì 12 vị mới lần lượt kể à, tôi đó vậy, vậy vậy đó, tôi làm vua, tôi làm thợ săn, tôi làm nông dân, tôi làm thương gia, bla bla bla, rồi có một do cái duyên gì đó mà tôi chán đời cái đời chứng đạo chứng thiền thì tôi lên đây nè, giống như các ngài. Thì những cái lời đó, những cái lời mà kể lại cho anh em nghe đó đó, được xem là cái lời xác nhận cái thánh trí chứng đạo của mình nhiều lắm, vô số. Nhưng mà riêng cái bài kinh này thì chỉ có mười mấy hai chục vị thôi, tượng trưng mười mấy hai chục vị cho vui thôi. Còn thì ngài chỉ kể là cho biết anh có thì bao nhiêu vị Phật quá, vị Phật độc giác thì cũng y chang vậy đó, cũng kể lại cái duyên sự nào mà đã thúc đẩy mình buông hết và đi tu rồi chứng đạo. Có vị buông hết đi tu rồi mới chứng, có vị chứng đạo ngay trong cái hình hài cư sĩ của mình. À, chứng đạo xong thì tự xét coi chỗ nào tốt nhất, thì thấy tốt nhất vẫn là cái mỗi trái đất vậy, nó có những cái vùng núi, chẳng hạn như trái đất mình này có cái vùng núi Himalaya, thì những trái đất khác nó sẽ có một vùng núi tương tự như vậy, thì các vị sẽ về đó. Và tại sao vùng núi đó tốt nhất, thì trong kinh nói rõ cái này: khí hậu, thời tiết, cây cỏ, thiên nhiên, các thảm thực vật ở đó cực tốt, như một cõi tiên vậy đó. Sạch sẽ đẹp, những loài hoa quý, những loài thú hiếm đều nằm hết trên đó, chỗ đó đặc biệt như vậy. Mà chỗ với chư thiên còn cũng hoan nghỉ là cũng dễ dàng, thường xuyên họ lui tới, chứ còn ở chỗ khác chư thiên còn ngán. Nhưng mà chỗ đó chư thiên còn dám xuống, giờ ta họ thích xuống, họ hoan nghỉ, họ thấy an lạc thì mở xuống, họ chầu hầu các ngài. Không, đấy, cho nên dầu có bao nhiêu ngàn vị về đi nữa thì vẫn là mỗi người một gốc riêng, nhớ nha. Rồi cái hạng thứ ba là cũng chán đời nhưng mà tự bơi không nổi. Hạng đầu tiên á là tự bơi thành đạo và độ đời, hạng thứ hai tự bơi thành đạo nhưng không độ ai hết, hạng thứ ba không thể tự bơi nhưng mà ai độ á thì tắt rồi thì có thể độ cho người khác, hạng thứ ba là thanh văn. À, chỉ có bài hẹn rồi thôi. Thì nãy giờ là điểm sơ sơ cho bà con cái nền ấy cảm giác là sao, thì cái bài kinh này nè là bài kinh kể lại cái duyên sự của mỗi vị, khi mà vì đâu mà mình có mặt ở đây, và ở đây thì chỉ cái phần này chỉ điểm là cho mình một vài vị, và các vị khác cũng y chang vậy, cứ vậy mà hiểu, cứ như vậy mà hiểu. Rồi, bây giờ vô nội dung kinh nè. Độc giác như hồi nãy tôi nói, độc giác là sao ta? Chứng đạo có một mình, trên không thầy, dưới không trò. À, và suốt cái thời gian mà tu tập các hạnh lành, gọi là huân tu hạnh lành ấy, thì vị này cũng có khuynh hướng sống một mình. Mặc dù, cái này nhớ, cái mình tỏ chỗ này nha. Mặc dù, người đã là huân tu, tức là tích lũy hạnh lành đó, thì phải làm việc với thiên hạ. Ví dụ như mình bố thí nè, rồi phục vụ, rồi nghe pháp, rồi cung kính, rồi tất cả những hạnh lành đó là trong thập thiện hay là trong thập độ, thì các ngài khi làm những hạnh lành nó phải phải có cọ sát, phải có va chạm, phải có tiếp xúc, phải có tương tác, phải không, với thiên hạ. Nhưng mà cái lòng ấy
thì luôn luôn cứ xong việc là cứ quay về với mình, một bóng ven trời, một bóng ven trời đấy. Hạnh lành thì cứ làm trong sự tương tác với nhân gian, với chúng sinh, với hữu tình, với thiên hạ, với trời đất, đúng. Nhưng mà cứ xong cái hạnh lành là cũng cái lòng cũng quay về với một cội riêng, cứ như vậy đó. Mà cho đến ngày đại công cáo thành, chứng được cái trí tuệ độc giác. Và nên nhớ, dầu là chánh đẳng giác, độc giác ở thanh văn, thì cái trí tuệ chứng ngộ có điểm giống nhau là sao? Biết rõ toàn bộ cái hình hài thân tâm này, vũ trụ này, do các duyên tạo, do các duyên mà có, do các điều kiện mà có, đã có rồi thì cũng do các duyên mà mất đi. Biết rằng mọi hiện hữu ở đời là khổ, biết rằng mọi đam mê thích thú là con đường gì tạo khổ, biết rằng là phải hết thích mới hết khổ, luôn luôn sống trong ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Thì cái nhận thức về bốn đế của ba cái hạng Phật tuyệt đối giống nhau, chỉ khác nhau có điểm này là cái vị mà chánh đẳng giác á, ngoài cái chuyện mà hiểu được bốn đế để chấm dứt sanh tử, chấm dứt tiền tạo, vị đó còn biết tất tần tật mọi thứ ở đời, không gì là không biết, khả năng mà quán chúng độ sinh không giới hạn. Còn riêng về độc giác thì không có giới hạn, trí tuệ khả năng hơn thanh văn đúng, nhưng mà không có khả năng lập giáo lập ngôn, không có khả năng mà dàn dựng ra một cái hệ thống, xây dựng một cái hệ thống giáo lý thủ dĩ khúc chiết trật tự bài bản như cái đẳng giác thì không. Còn tinh văn giác là phải học, còn cái đẳng giác mình mới làm được. Như ngày sau là phát ngày nay ngày cái giết là phải học lại cái cách của Đức Phật, rồi từ đó các vị mới triển khai, nhưng mà vẫn là theo theo chân sư phụ là đức chánh đẳng giác, nhớ không? Nhớ cái đó thì là riêng bài kinh này thì nói về cặp vị độc giác này. À, đây là một bài kinh cũng hiếm hoi, có nghĩa là cả tam tạng mình chỉ thấy có bài kinh này là nói về cái tâm tư, cái cảm xúc, cái duyên sự của các vị Phật. Còn riêng bài kinh Thôn Tiên, tức là bài kinh Ê-xì-cê-li mà ở trong Trung Bộ Kinh ấy, thì Đức Phật chỉ xướng danh thôi, chỉ xướng danh là ngày kể tên thôi, chỉ xướng danh là kể tên là này các vị kheo, cái ngọn núi này có cái tên là Ê-xì-cê-li, bởi vì ngày xưa đây là cái trụ xứ của rất nhiều vị Phật độc giác, và ở đây ta sẽ kể sơ một số vị mà thôi, thế là ngày kể tên kể rồi xong hết rồi kinh. À, mà cái núi đó tại sao gọi là núi núi Ishikali? Ishi cái là ẩn sĩ, cái lý là nút, cho nên bản dịch tiếng Hán dịch là thôn, thôn là nút, giống như thôn tính ấy. Thôn. Còn tiên ở đây nó là cái chữ tiên này mới là thành tiên, mà tiên đây có nghĩa là người ở ảnh, cho nên trong tiếng Hán nó chữ tiên nó viết là chữ bộ nhân, nhân trước sơn sau, người đứng trong trong núi thì gọi là tiên. Nhưng mà chữ tiên có hai nghĩa trong tiếng Hán, tiên này có nghĩa là thành tiên, còn tiên thứ hai nghĩa là người ở ảnh. Nhớ cái đó nha, thì thông tiên này là nghĩa là mấy ông ở ảnh. Mà trong khi nó chữ ý xí đó, mà dịch ảnh xí thì dịch gượng lắm, chứ còn chữ ý xí nó có từ cái động từ căn là ê sát tí, là kiếm tìm. Ý xí là cái người mà kiếm tìm một cái mục đích sống cao đẹp, gọi là ý xí. Nhớ ha, nhớ cái đó, người đi tìm em một cái lý tưởng sống gọi là ý xí, là cái người mà mình dịch gọi là cái người mà cầu pháp tầm đạo ấy, đúng, phải chỉ cầu pháp tầm đạo là ý xí. Thì cái núi đó gọi là núi núi nuốt mấy ông ẩn sĩ là vì sao? Là vì có một số đông các vị Phật độc giác cái ngày ngày từ trong núi bác đi ra các thành thành xong rồi cái đi về vô trong cái hang nó mất tiêu, ít vừa rồi cái ngày hôm sau có đúng cái giờ cái bác đi ra cái thành xong về tới cái hang núi đó mất tiêu, một cả mấy trăm vị vậy đó bước vô cái hang đó là mất tiêu, nhưng mà mất mất tạm thôi chứ bữa sau cũng xuất hiện đi bác nữa. Nhưng có một lần cuối cùng các vị vào núi và không trở ra nữa vì các vị viên tịch trong đó không có ra được. Cho nên dân chúng mình nói trời đất ơi, cái ngọn núi đó nó nuốt mấy vị sư phụ của mình rồi, cái núi nuốt mấy vị ẩn sĩ của mình rồi, gọi là ít sa vô cái là ti cái ít sĩ cái lý, tức là cái núi mình nuốt nuốt mấy vị ẩn sĩ.
bên túi họ hiểu hiểu kiểu dân gian vậy đó. Trời ơi, vô đó bị mất tiêu, vô nhiều mất tiêu, nuốt mấy sư phụ của mình rồi, nuốt bị ẩn sĩ khải kính của mình rồi. Rồi như vậy thì bữa nay là tôi kể cho các vị nghe tuất tần tuột tất tần tật về những cái bài kinh mà liên hệ tới độc giác đó. Rồi đó trong tu bộ kinh. Còn riêng bài kinh này nè thì độc giác nghĩa là gì? Thì là cái chữ độc giác ở đây là từ cái chữ phát chữ e cá, phát chữ e cá là một. Một đây là sao? Ở trong đây giải thích thế này, một đây có nghĩa là chuyện đầu tiên ấy là sinh hoạt một mình. Sinh hoạt một mình. Rồi cái gì nữa? Hạn chế tiếp xúc người, vật cảnh và phiền não. Tại sao mà hạn chế tiếp xúc? Cái này mình được gọi là một, nghe thầy kỹ nè. Sống mình được chưa? Chưa đủ. Rồi cái gì nữa? Phải tránh người, tránh cái chuyện người va chạm tiếp xúc, tương tác, quan hệ, liên lạc với người này người kia, đó là tránh người. Tránh này phải là yếm thế mà thấy không cần thiết, thấy không giúp được gì cho mình cho người thì thôi ở mình, nghe cho kỹ nha mấy người ra nghe giảng nhớ chùm cái này nha. Chứ còn mình cứ đi đồn nói tu là phải yếm thế, là tị nhân, là lánh đời, nó không phải, phải do thấy rằng không giúp được người ta mà chỉ phiền mình thôi thì rút lui một mình. Đấy, thứ hai gọi là tránh cái cảnh là sao? Mình muốn tu một mình thì phải đến cái chỗ thanh vắng yên tĩnh, không chỉ có đâu mình nó có mình rồi mình cứ ra ngoài chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Bình Tây, kiếm cái góc nào đó mình ngồi thì thấy không xong sai sai cái gì. Anh muốn sống một mình anh phải kiếm cái cảnh mà dành cho cái người một mình. Vậy là tránh người, tránh cảnh, rồi cái gì nữa? Tránh vật, có nghĩa là đã là muốn muốn ở một mình thì sao? Hạn chế không có sở hữu, không sở hữu tài sản, không sở hữu gia đình, tránh không sở hữu nha. Rồi cuối cùng cái này mới ghê nè, tránh phiền não. Có nghĩa là khi mà mình còn sống trong phiền não nhiều quá đó, dồn cho mình vô trong núi sâu, mình nằm ở trong núi sâu khét xuống 2 km trong lòng đất, nhưng mà tưởng sao vô trong đó cái đầu cứ nghĩ tới cái này đẹp nè, cái kia xấu nè, cái này du dương, cái này thánh thót nè, cái này thơm nữa, này thơm, này ngon, kia ngon, nhớ đến phố xá bạn bè, nhớ đến trăng sao hoa lá chim muông ong bướm, vậy là đâu có được, đâu có được, phải tránh luôn. Phải tránh luôn, tức là lúc đó chị bị nó chỉ còn biết có cái chuyện là tu tập chỉ và quán. Quán là gì? Là tu tập thiền định, các đề mục và tập trung tư tưởng. Hai là quán, có nghĩa là chị luôn luôn ý thức rất rõ rằng mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, hít thở, buồn, vui, thiện, ác, sướng, khổ, và biết rằng mọi thứ nó đều do duyên mà có rồi phải do duyên mà mất mất đi. Suốt ngày chỉ biết cái chuyện đó thôi, chứ không có mà 84.000 cái ngoại tầng ngoại cảnh như mình. Còn mình sống một mình mà mình đâu gọi là một mình, mà ở một mình mà cứ lấy cái phone gạt alo, rồi tin nhắn Viber, Zalo, Messenger, Facebook, Internet, rồi email từ lưa cho đó, thì hỏi một mình với ai, thấy chưa? Cho nên một mình ở đây á, là tránh người, tránh cảnh, mà cả cái nội tâm cũng vậy, làm chủ được nó, làm chủ cả 6 căn, không có để mắt lang thang, tai lang thang, mũi lang thang, lưỡi lang thang, thân lang thang, và cái ý lang thang. Hễ nó lang thang là bắt đầu nó có chung chạ, nó có va chạm, nó có tương tác, nó có quan hệ trực hay là gián tiếp. Đằng này người ta đúng là một mình mà, cái là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hình thức lẫn nội dung, đúng là một mình đấy. Trong kinh nói khi mà mình sống nhiều với một cái gì, cái đó là bạn của mình. Ví dụ như mình sống nhiều với tham ái thì là coi như mình có bạn mình là tham ái. Mình sống nhiều với sân hận thì cái tâm sân nó cũng là một người bạn của mình. Mình sống nhiều với cái chuyện mà ăn ngủ thì cái ăn ngủ đó là bạn của mình. Chứ đâu phải mình quay phim chụp hình thấy con mình cái mình ở đó tôi đó, tôi một mình nó nô nô đâu phải mình, cái đầu của mình nó cái gì nó nhiều thì cái đó đó thì gọi là bạn này.
mà bạn ở đây mà bạn còn là cái thứ mà tham sân si ái mạn kiến nghi các bạn nó xài mới được à, cho nên chốt lại lòng giác là một mình. Nhưng một mình đây là cái gì? Một mình ở đây là trong đời sống, trong sinh hoạt, trong nhu cầu và cuối cùng là trong tâm thức. Không có ai luyến, quyến niệm đối với nhân gian, đối với các quan hệ tương tác, gọi là một mình đó. Rồi có cái chữ thứ hai rất là quan trọng, tức là mỗi cái bài kệ và xác nhận sự giác ngộ của mình. Trong cái bài kinh này thì các vị có kết thúc một câu là Eko Chari Khắc Kavisa Na Kappo. Eko là một, là độc hành, độc cư, độc lai, độc vãng. Thì một đây là vậy đó, một đây có nghĩa là tránh người, tránh cảnh. Rồi sao nữa? Tránh cả cái phiền não, cả cái này gọi là một. Còn cái chá rê đây nghĩa là ra đi một mình hay là sinh hoạt một mình, như là cái sừng của con tê giác vậy. Tức là lúc nào chỉ còn cái đó, đi giữa đời một câu lẻ loi, không lẻ loi một mình một, xông pha mọi thứ cần tiến, một mình một. Thì cái chá rê đây có nghĩa là sinh hoạt, sinh sống hay là hành động, hay là lên đường hay là ra đi. Sống hoặc là đi, sống hành động hoặc là ra đi, ở đây là dùng chung chữ chá rê. Thì ở đó với Phật Đồng Giác, Eko chá rê có nghĩa là sao? Là ra đi một mình. Ra đi một mình là sao? Một mình đã định nghĩa rồi, một mình là tránh người, tránh vật, tránh cảnh, tránh phiền não. Còn cái ra đi đây là gì? Là cái nếp sống. Chỉ có cái gì? Tu là có ba việc thôi: tu túc lục căn, tu chỉ và tu quán. Rồi cuối cùng là cái gì? Là chứng đạo. Ba, nhưng mà cộng thêm cái chứng đạo nữa là bốn. Vậy là bốn cái nha, cái chá rê đây gồm có bốn: tu túc lục căn, rồi tu chỉ, rồi tu quán, rồi chứng đạo. Suốt hành trình thực hiện bốn cái này đều là một, một mình khắc cái bây xà ra cặp cô như là cái sân con tê giác vậy. Này, và khi mà mình đã nghe tới đây cái nội dung bài kinh này thì tự nhiên mình phải hiểu chuyện này. Ok, thì ra cái hành trình đó, cái lý tưởng đó đâu có chỉ riêng Phật độc giác, đâu có chỉ riêng Phật độc giác. Tại vì giải thích bài kinh này thì các ngài mới giải thích như vậy thôi, mình nghe làm như chắc có mình Phật độc giác như vậy. No, tất cả thánh hiền ba đời mười phương tất thảy đều hành động mà sống trên tinh thần đó. Thế mà Thích Ca Mâu Ni trong suốt cái thời gian mà hành trì Ba La Mật, đúng là có tương tác, có giao thiệp, có va chạm với vô lượng chúng sinh, đúng. Nhưng mà các vị thấy coi kỹ trong kinh đó, cái kiếp nào mà là thấy chán chán đời là kiếp mình, kiếp đường nào cũng đi mình, hay chán chán đời là vô núi mình. Kể cả bà Gia Du cũng vậy, ngày lúc này còn là Bồ Tát rồi còn phàm, cái ngày quý ngày thương mà Gia Du biết là bao nhiêu, nhưng mà nó là không biết bao nhiêu kiếp. Hai người là vậy đó, là ngày nói thẳng nàng ở nhà ta đi. Không? Nàng ở nhà nàng coi hết gia tài, kể cả ngai vàng nàng cũng lại nàng làm ta đi. Mà trong ngữ kinh nói thường thường mà ngài nói vậy là bà nói là ngài đã nhổ bãi nước bọt, thì tại sao mà tôi tự liếm tiếp gì cái bãi nước bọt đó? Thế là bà cũng đi, mà đương nhiên là cũng là một bóng bên trời. Đi tu thì tu theo lý tưởng thì thôi, chứ vào vô rừng thì cũng người gốc vậy đó. Nghiệp lắm, quý lắm, thương lắm, kính lắm, phải không? Cái thẳng giác đó, tức là lúc nào cần tương tác với chúng sanh thì tương tác, cần bố thí, cần phục vụ, cần thiết pháp thì các ngài có làm wow. Mình thấy trời ơi, tu muốn thành Phật là phải gieo duyên chúng sanh tùm lum hết. Nhưng thật ra không, lúc gọi là hành tàn đó, lúc nào là tăng đường, lúc nào là nhập thất. Này, bên Bắc Tông có cái hai cái từ đó. Không, bên Thiền Tông, bên Thiền Tông có cái hai cái thành từ tăng đường và nhập thất. Có nghĩa là khi nào cần mà ra làm gì cái đại chúng là đăng đường, đăng đường, đăng tòa, đăng đàn. Nhưng mà lúc nào cần nhập thất là rút 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 vô sâu với riêng mình, nhớ không? Đó là toàn giác, chánh đẳng giác đó. Rồi Thích Văn cũng vậy, Thích Văn cũng vậy, như ngày A Nan, ngày Ca Diếp, rồi ngày Sáng Mai Phật Bộ Kiền Liên, mình thấy mấy gì này đâu phải độc giác đâu, đâu có đi, đâu có cần phải đi một mình đâu. Khi nào cần thì tương tác với chúng sinh thì thôi,
vì công việc, vì cái kinh người, cái cạnh kỹ thuật thì phải như vậy. Chứ mà hễ mà rút được là các vị rút sạch, rút hết, đều là một mình hết. Và ngay cả pháp môn tứ niệm xứ, cái chữ Ekayano có nghĩa là sao, là thứ nhất đây là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, thứ hai là cái con đường này phải được thực hiện bằng một một mình thôi, chứ không có thể nào mà con đường này mà thực hiện mà rần rần dầu giữa một cái thiền đường bao la 1.000 hành giả thì vẫn là đường ai nấy đi, chứ đâu có phải mình nói tôi gì bệnh tôi chung giữa đông, bà kia bà niệm giùm tôi, bà kia bà thở giùm tôi, hãy sống giùm tôi, như kiểu Trịnh Sơn là không có cái vụ mà hãy sống giùm tôi, hãy thở giùm tôi, là không có. Vô thiền viện là 1.000 hành giả thì thiền sư vẫn là một gốc ven trời, và tân hành giả cũng là một bóng ven trời, dầu ngồi chung hai đầu gối chạm nhau nghe càng ghét càng ghét à, nhưng mà vẫn là mỗi người một góc riêng, chứ không có cái chuyện mà nói là tu đông được cái thiền sư hà hơi tiếp xúc rồi mấy bà con khác truyền năng lượng, cái chuyện này là do mình nghĩ thôi, chứ thật ra là vẫn một người một cõi, nhớ không nhớ. Cho nên là thánh hiền ba đời mười phương tất thảy đều là tôn thờ cái lý tưởng một mình đây, một mình. Cho nên cái bài kinh này nói là cái tinh thần một mình này là của độc giác là sai nha, sẽ bét nha. À, muốn thành Phật chánh đẳng giác, làm thầy của ba cõi nhân thiên, tứ sanh từ cụ thiên nhân chi đạo sư, thì cũng phải biết lúc nào là đăng đàn, lúc nào là nhập nhập thất, lúc nào là hành, lúc nào là tàn đây. Rồi thân đăng giác cũng vậy. Đấy, vì phải có khả năng sống một mình thì anh mới có thể giải quyết những vấn đề của riêng mình, nhớ nha, vấn đề của anh thì chỉ có anh giải quyết, và anh không có thời gian để mà dây dưa sa đà với người khác khi mà cái vấn đề của anh nó còn sừng sững và lực lực. Đấy, giải thoát là giải quyết vấn đề của mình. Đấy, mà muốn giải quyết vấn đề của mình thì anh phải trở về với mình, mà trở về với mình thì không có một người thứ hai thứ ba nào mà lén phép cái mình. Coi kỹ là cái 6 năm khổ hạnh lâm của Bồ Tát Thích Đạt, một mình là với ai? Một mình. Cái buổi mà nhận cơm sữa của nàng Sujata, một mình. Cái đêm mà thành đạo với gốc cây đó cũng một mình. Đấy. Và ở dưới cái tàn cây Sala mà ở Kusinara, mà cái đêm di tịch chung quanh là thì sao? 500 vị thánh tăng bao quanh. Thử gì nữa, coi như là triều thần văn võ bá quan của hoàng ngàn cung Mandala bao quanh. Rồi sao nữa, mà ngày sau sẽ đi một mình, coi kỹ coi coi có ai mình chết chung đâu. Ngày cũng nằm ngày sau khi mà ngày thì độ cho tỷ du sĩ Subhadra, thì giáo giới nhắc nhở chư tăng để lại lời di huấn cho chư tăng, xong xuôi rồi thì sao, nhắm mắt lại rồi nhập nhập thiền. À, nhập thiền xong rồi thì sao, ra đi một mình, chứ đâu có phải là chung quanh 500 rồi cái nắm tay nhau mà đi đâu đâu. Trong kinh nói bà Gautami, cái đêm mà bà tập cùng một lúc với 500 vị tiểu ni khác, nhưng cũng mỗi người giường và cũng mỗi người cũng hít dài hơi rồi đi đi mình, với làm gì có vụ mà đi mà nắm tay thì làm gì có này. Rồi bà Gia Du cũng vậy, bà tập cũng là cái tìm mà con số lớn à, con số này lớn à, mà nói ra thì đại chúng không có tin, chứ đừng tin nói mà cái đêm mà bà Gia Du bà tập cùng một lúc 18.000 chị theo đi, 18.000 tức là nguyên một sư đoàn, mà sư đoàn có như sư đoàn có quân số bổ sung ấy, chứ sư đoàn thường là 12 tới 15 thôi. Đấy, mà cái này là hơn cỡ một khoảng một gần một sư rưỡi, còn gần một sư rưỡi. Tập một lúc như vậy thôi, còn hơn là cái vụ mà Lam Sơn 719 Hạ Lào một một đêm đó mà 18.000 người đấy. Rồi thì á, là cũng một mình, một rừng người như vậy đó, nhưng vật là chứng đạo một mình, hít thở chánh niệm một mình, chứng đạo một mình, rồi cả một cuộc đời đối các bệnh vật tê mỏi nhức buốt tuổi già run rẩy đổi lạnh một mình, rồi tới lúc vị thánh viên tịch cũng một mình. Đó, cái tinh thần một mình là như vậy, và đó là hành trình tu chính. Còn cuộc luân hồi gì sao, mình tưởng mình có đôi có bạn, còn khuya
yêu nhau, cưới nhau, có với nhau 100 con như Âu Cơ, Lạc Long Quân thì sao? Thì mình nhất răng cũng nhất mình ở gì nữa, đau lưng, sỏi thận, bao tử, cao máu, tiểu đường, ung thư, thủng một mình không, 100 đứa con của Âu Cơ đâu có bu lại mà giúp cho mẹ, giúp cho bố Lạc Long Quân được, đâu có, đâu có. Cũng là một mình là hồi dắt là đứa lên rừng, lên núi, đứa xuống biển cho vui vậy thôi, chứ cũng hồn ai nấy dữ à, không. Cho nên ở đây cái bài kinh này có cái nội dung như thế này: tu là phải mình, mà một mình đây có nghĩa là gì? Nếu thu xếp được sống một mình, còn không ẹ quá thì thêm một hai người bạn chiến hữu không. Nhưng mà nhớ những người bạn đó phải là những người có thể hỗ trợ cho mình nha, chứ còn mà cái chuyện mà tu dùm lại không, họ hỗ trợ thôi, chứ còn mà họ trợ duyên trợ lực cho mình thôi, chứ còn không có cái vụ mà thầy bạn mà tu dùm là cái đó không có nha. Cho nên chuyện đầu tiên là người ta độc giác, là người ta cô đơn tương đối, còn mình thì cũng phải là tương đối, có nghĩa là sao ta tránh, người ta là tương đối còn mình tương đối là tránh chỗ phiền phức không có lợi cho việc tu, tránh người phiền phức có hại cho cuộc tu, phải không? Tránh thứ ba là tránh cái gì? Tránh phiền não. Chánh niệm càng nhiều càng tốt, bởi vì hãy mình sống nhiều với cái gì thì đó chính là bạn của mình. Mà nếu bạn của mình là chánh niệm là trí tuệ thì khỏi nói, còn nếu bạn của mình là phiền não thì chỉ có chết. Cho nên trong room này, dầu cho các vị là cư sĩ, dầu đang có vợ chồng con cái, một 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 rừng, một big family đi nữa, thì cũng nhớ cái lời đó. Tu là phải mình, vạn nhất mà không có một mình được thì cũng phải hạn chế tối đa cái chuyện giao tiếp tương tác với những người, những vật, những cảnh, người vật cảnh mà nó có nguy cơ, nó có phương hại cho cái đời sống tâm linh của mình, gần chết hết rồi. Dầu người đang nghe bài giảng này mới có 25, 30, 40 cái nữa thì hãy nhớ rồi, tất cả đều gần chết rồi. Thì cái mỗi lần mà tôi coi, mỗi lần tôi nghe những cái dự án của thế giới và của Việt Nam, mà dự án năm 2050, 40, tôi chạnh lòng lắm, tôi nói coi vô vui thôi, chứ lúc đó mình làm gì tròn mà đúng. Như tôi linh cảm đó là, ví dụ như bây giờ mình nói chuyện trong nước, ví dụ như ba cái dự án của đảo Phú Quốc, dự án ở Nam Định, dự án ở Bình Dương, dự án phi trường Long Thành, sao tôi thấy tôi không có đủ mạng nữa, mà tôi thấy rồi ba cái Cát Linh, Hà Đông, đường metro Hà Nội thì cũng bao nhiêu năm rồi, thì tôi nghi chắc tôi không có đủ tuổi thọ để mà tôi đi đó, mà biết ngay xong chưa tôi cũng không theo dõi. Rồi còn cái ba cái metro Sài Gòn, Bến Thành, tất cả không có chờ mình, không có gì chờ mình, mà cái mạng của mình nó cũng có chờ cái công trình dự án nào của chúng sinh của thế giới, tất cả là đều đang bị gọi là cuốn trôi, gọi là lao đi vun vút trên cái dòng chảy của vô thường vô ngã, trên cái dòng chảy bất tuyệt của thời gian. Đồng chim đồng hồ cứ quay tới không bao giờ quay lui, một hơi thở ra thì không bao giờ trở vô đã làm hơi khác, không. Cái chuyện mà nãy hít vô rồi thở ra là đã xong một cuộc hơi rồi đó nha, hít vô đầy cái bung ra nó cạn phổi là một hơi, đúng không? Thì nó đã là ra rồi thì bây giờ mình cứ hít vô là ra cái hơi khác, cái chứ không phải cái hơi cũ. Chim đồng hồ thế, nên cái kim gió đó, nó bao nhiêu lần nó đi ngang con số 12 đó, nhưng mà hồi nãy nó phải là bây giờ, hồi nãy nó phải là bây giờ, hồi nãy là 1:15, bây giờ nó là 1:25 rồi. À, thì cái kim nó có đi qua đi, nó có đi qua bao nhiêu lần đi nữa, đó là chuyện của nó, nhưng mà nó không phải là cái cũ, nhớ không? Rồi thì nội dung bài kinh thì đại khái là như vậy đó, và tôi thiết tha chân tham ước ao và khát khao mong mỏi bà con ở trong cái room này, hy vọng các vị ráng tìm giùm thầy bạn tăng ni cư sĩ nào mà giúp các vị gọi là dịch, gọi là nghiên cứu điều nghiên đấy, cái bộ kinh gọi là Chu Lá Ních Đề Xá, cái bài này của ngài Xá Lợi, cái quyển, cái bộ này của ngài Xá Lợi Phất mà nằm trong tâm tạng ấy. Thì cái bộ Chu Lá Ních Đề Xá này á, là giải thích hai bài kinh này nè, bài kinh Tê Giác này nè, dễ sợ không? Bài kinh này tôi giảng có chút xíu vậy đó, mà khi người ta có là nửa bộ kinh đó là
Ngài Xá Lợi Phất ngày dành tới là mấy trăm trang để giải thích bài kinh này. Ngài Xá Lợi Phất, mình gạch dưới nha, nhấn mạnh bằng mực đỏ. Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất thượng thủ, đệ nhất trí tuệ, giải bài kinh này mấy trăm trang sâu lắm. Thì cái bộ Nuôi Chú Lớn Đại Xá này là giải có hai bài kinh thôi, bài kinh Đáo Biển Ngạn Parayana đó, chứ bài kinh Tây Giác. Bây giờ cái gì kia bây giờ kiếm nghe các ngài, ngài Bửu Hiền, ngài Giác Lộc, ngài Thiện Thảo, ngài nào trong nước đó không, thỉnh các ngài đó. Hoặc là trong cư sĩ Việt Nam bây giờ cũng hạ hổ hoàng là gọi là hoàng hổ thần long ấy, học viện mai phục đó nha. Thì coi là dịch bản tiếng Anh, tiếng em tiếng Anh, tiếng Phạn gì đó, dịch ra, dịch ra cho bà con thấy kinh hoàng lắm, khiếp lắm, nội dung hay ghê lắm. Mà mình không thể bất hạnh khi mà kinh điển này nó hay vậy, nó sâu vậy, nhưng mà cái tối ngày cái le que hai ba tràn kiến thức thấy uổng lắm. Tôi cũng mong là có cái dịp nào mà Calama mà nó chính thức cho vào tập thì chúng ta ngoài những cái khóa thiền ấy, và hôm nay có cái tin vui giữa giờ thiền vọng là có một ông chủ lớn của Miến Điện, một ông chủ lớn nha, chứ không phải là bà giới nha, ông chủ lớn. Ông nữa là ông gọi là cung cấp giới thiệu thiền sư cho Calama. Ông chỉ xin Calama là hứa ông chuyện thôi, tìm giùm cái người nào dịch cho very ok, ok không, dịch tiếng Miến và tiếng Việt. Ông nói mình cứ kiếm đi, thì ông nói cái khoản mà cung ứng và giới thiệu sản phẩm là ông chịu hết, ông chịu hết, nhớ không? Nó quan trọng lắm. Thì ngoài những cái khóa thiền như vậy ra đấy, thì chúng ta gồm có chúng tôi và vài vị nữa, trong và ngoài nước, mình sẽ về đó, mình sẽ kèm cho bà con với một khóa giảng đáng và đọc bộ kinh đấy. Thế như bài kinh cái bộ chơi Chu Lánh Đến Đề Xá này thì tôi chịu phân nửa, rồi sư phụ kia phân nửa, hoặc là ba vị chia nhau, bốn vị chia nhau, để cho bà con có những cơ hội để mà tiếp xúc chứ là kinh gốc. Kinh gốc như nghĩa là mấy cái kinh mà không phải của mấy cái soạn giả tác giả đời nay, không phải tôi chê, nhưng mà đôi khi kinh gốc là mình là không biết, mình đi toàn là ngọn nhánh lá thì uổng quá, nhớ không? Thiết tha mong mỏi ước ao khát khao đó, mình phải có cái quyền được gọi là tận hưởng, được khai thác kho báu của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư ngày để lại cho mình, ông nội mình để lại một gia tài, mà mình cứ nói ngày cầm cái ca với cọc vé số mà đi lang thang thấy vãi quá không? Mà nó kêu ông nội của mình để lại phải nói một cái gia tài, mà nó kêu trời biển một núi kim cương, một núi kim cương, mà con cháu bây giờ cầm cái lon sữa bò, đứa là đi sinh, đứa là bán vé số, những cái chịu nổi đó. Cho nên nên là mong mỏi là sẽ có một ngày mọi sự nó như là chúng ta mong ước. Ok, chúc các vị một ngày vui.